tập thể không phải như là ví dụ tôi nói các cụ là phải hiểu là chúng tôi làm đây nó có hai cái vấn đề, một là chính trị, hai là kinh tế của dân đấy. Chuyên nếu nói như thế để các ông các bác khẳng định là khi tập thể đứng ra làm cái việc gì đó phải nghĩ lợi ích của nhân dân và kinh tế của dân trước khi nói về kinh tế, chứ không thể chúng ta nói về phối hợp với công ty cố tách này về đây để mà quảng bá những cái sản phẩm cái phân này rồi để bán người mang cái chất lớn nữa. Tôi nói đồng chí không các bác, tôi dùng nghĩ là cái mục đích đó là mục đích sau của cái vấn đề hiệu quả về vấn đề đánh giá thực hiện cái mô hình này. Trước tiên có gì kiến công của các bác ở qua quá trình tôi phối hợp được sự thống nhất và báo cáo với đồng chí lãnh đạo xã rồi là phường bên công ty, chúng tôi có thí điểm trên hai cái nhóm rau, một là nhóm rau lá, hai củ quả đấy. Rau lá thì rồi cải canh, cải ngọt, cải ngồng như ông cô bác đã được xem, rồi là mướp, rồi là đậu đũa. Thế thì chúng tôi cũng nói là tất cả các ông các bác các đồng chí ngồi hôm nay dưới hội nghị ngày hôm nay vừa nghe, chúng tôi yêu cầu công ty là không phải giải trình, không phải báo cáo báo cày dài dòng làm gì cả. Chốt lại là khi giải quyết cái phân này đưa vào nó được cái gì cho dân, mang lại cái cho dân được cái gì đấy, tôi muốn cần cái đấy, dân đang cần cái đấy, chứ không phải là phải giới thiệu Hoa Mỹ rồi là cái này của nước A nước B rồi là Nhật rồi Mỹ này khác, cái đó không quan trọng bằng cái vấn đề thực tiễn. Thực tiễn là cái gì? Khi áp dụng cái này trên một số nhóm rau đấy, anh em tôi phải bắt yêu cầu công ty là phối hợp với chúng tôi là phải làm hai lứa liền, chứ không thành một lứa. Một lứa chưa đã đánh giá được hết hiệu quả kiểu đó, mà phải hai lứa tối thiểu nhé. Còn nếu nguyên tắc đó phải ba lứa chứ chưa phải hai lứa. Nhưng mà tôi muốn là hai lứa như vậy, cái lứa rau ăn lá chúng ta đã đánh giá được khái quát sơ bộ về cái hiệu quả của nó. Thứ nhất tôi nói là hiệu quả là cái gì? Một là hiện nay nhân dân chúng ta đang sản xuất mà thực hiện cái quy hoạch quy vùng sản xuất rau an toàn 250 hecta chúng ta hiện nay ấy, rồi một số công bác thuê ở các cái xã lân cận nó khoảng 320 hecta chuyên trồng rau. Thế thì cái việc mà cải tạo cái vấn đề đất mà chúng ta là sản xuất chuyên canh quanh năm mà hiện nay là đang đưa vào cái vấn đề phân vô cơ, đó là phân NPK này, rồi phân đạm này, phân lân này, cái đấy các ông các bác là chủ yếu. Ngoài ra là có cái cho bếp, rồi một số công bác thì mua phân vi sinh nhưng số lượng không nhiều. Thế thì trong quá trình mà sản xuất thì nó cái tần suất chúng ta quanh năm suốt tháng chuyên canh như vậy, hết năm nọ năm kia như vậy, thì cái phân của cái NPK tôi nói lung lay như vậy để không có hiểu, nó làm cho cái chúng ta chai cứng đất, làm cho đất chúng ta nó cứng lại trên mặt ấy, ông các bác cứ ra ruộng sau những trận mưa ấy, nó chai cứng lại. Và cái hấp thụ cái dinh dưỡng của cái cây khi bón xuống nó rất ít, hấp thụ rất kém. Ví dụ bón một yến rau cho ông các bác cho một cái xào rau đó, tôi đảm bảo chỉ hấp thụ được khoảng độ từ 2 đến 3 cân phân là thực tế cây hút được rồi. Còn 7 cân đó là rửa trôi mưa hoặc là công tác bác đã lượng nó đi hết. Đấy là tiền đổ đi. Đấy, tôi nói ở đây nói là nếu như các bác phải đi kỹ thì các bác thấy run thế công các bác rất ít. Đấy, thế nhưng khi chúng tôi áp dụng cái này vào để đánh giá nó thì một là cái đất chúng ta được cải tạo nó, cái độ xốp của đất nó tốt hơn, không bị chai cứng, đất nó mềm hơn. Tôi nói vừa một vụ thôi đã nhìn trên mặt đất sau trận mưa nó mềm, nó không cái kiểu văng 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 kiểu bạc bạc cái trắng không. Đấy. Cái thứ hai nữa là các cái con vi sinh vật côn trùng có lợi cho cây trồng để mà hấp thụ dinh dưỡng tốt, phát triển tốt, ví dụ giun này rồi một số cái con côn trùng khác để làm đất tơi xốp, độ mùn của đất tăng để cây hấp thụ dinh dưỡng tốt hơn, trao đổi khí oxy ở dưới lòng đất của phân bón như thế để nó hấp thụ vào cây, nuôi cây được tốt hơn. Đây là cái tôi đánh giá là thực tiễn, chứ chúng tôi không muốn là vì khi đã đánh giá là cái chỗ này báo cáo cấp cục công bác là nhân dân chúng ta là phải cái gì đó hiệu quả đúng đích thực hãng nói, chứ còn nếu mà chỉ mang tính chất để quảng bá mà để bán sản phẩm thì không bao giờ hợp tác xã vui lòng đấy. Nói để các cụ công bác trước hết là như thế. Thì trong quá trình khảo nghiệm đấy thì báo cáo cụ công bác thì nó được mấy cái, một là cải tạo được cái đất, chúng ta bón phân sau này chúng ta sẽ cải tạo tốt hơn, và cái phân này công các bác phải lên nhớ rằng là nó là nguồn gốc hữu cơ, cho nên công các bác bón lứa đầu tiên ấy chắc chắn là nó có sự biến động không nhiều. Ví dụ giảm 30% lượng phân bón NPK, như tôi nói một xào các bác bón thường rau lá khoảng 20 cân phân đạm phân NPK. Thì nay các bác chỉ bón khoảng độ 13 cân thôi, còn lại là bón bổ sung cái này. Giá trị đầu tư của cái phân này so với cả các bác giảm 30% đi là tương ứng như nhau. Đấy tôi nói nhá, là nó chưa có giảm đâu. Thế nhưng mà nó ra được cái kết quả, một là cây rau cứng hơn, cây rau chắc hơn,
khi mưa gió đỡ dập lá hơn, và cái vấn đề kháng cái vấn đề sâu bệnh tốt hơn. Rau kia chúng ta bón cây rau mỡ lon hơn nhiều, khi gặp phải thời tiết mưa bị hỏng ngủ và bị nhũn ấy, bị thối nhũn ấy nhiều hơn, và sâu bệnh phát triển tốt hơn, biết đặc biệt bỏ nhảy lon thì cứ chén đấy, nhưng cái này thì nó hạn chế rất nhiều. Thế tôi nói là đây là đánh cái cảm quan, chúng ta cảm nhận được này, cái việc đấy ăn cái rau mang về tôi luộc thử, các ông các bác ấy làm sản xuất từ trước là của bà Hiếp Trị Sáng, tôi mang về đưa tôi mới mang về luộc thử ăn xem, thì đúng quả thực là cây rau ăn nó đậm đà, nó ngọt hơn thật, lá cây rau dày hơn. Mà các bác nói biết là cái vụ trái, nhưng bây giờ nếu gặp phải mưa, nếu mà rau không tốt ấy, mà lá mỏng bón nhiều phân đạm là nó sẽ rất là mưa, rất là bị nhanh hỏng đúng không? Mà bản thân nhà tôi một mẫu ba đây chuyên làm rau đây đấy, tôi đánh giá rất chuẩn vào cái việc đó. Mưa sau một trận đấy ra là nổ vô tuyệt vọng. Đấy là do chúng ta lạm dụng cái vấn đề ở VK phân vô cơ để đi nói. Từ khi đưa cái này vào thì nó cho chúng ta hạn chế cái đấy. Và thực tiễn là của nhà anh Thắng chồng, tôi yêu cầu là đồng chí Luyến là phải theo dõi hết sức chặt chẽ thôi, từng cái mili của cái thuốc đấy, của cái phân đấy, từng cái lần bón phân một của anh Thắng, cái phần đối chứng của cái phần mà phun thì nó mới ra được cái kết quả chuẩn mực được. Chứ không thì tránh tình trạng một số các bác tôi trước đây tôi làm thì ở đấy là thấy nó xấu xấu tí thôi, giấu các bác cái quá thần đi, thế thì còn đâu ra một kết quả đánh giá chuẩn mực, cái giá trị nó có đúng không? Thế nhưng chúng ta như thế này thì đánh giá được, tôi cho yêu cầu chỉ là các bạn chặt chẽ thôi. Vì khi mà đánh giá, mục đích của tôi là không phải là chúng ta kinh doanh, mục đích là mang lại những sản phẩm tốt nhất để cải tạo vấn đề môi trường sản xuất của bà con, nâng cao giá trị sản phẩm của bà con, thu nhập tốt hơn. Đây là cái mà chúng tôi đang cần mong muốn là như thế, và chúng ta hướng tới là cái đảm bảo an toàn thực phẩm. Và bán rau của nhân dân chúng ta đang là có cái chiều hướng xuất khẩu, một là anh em đổ mũ thu gom hợp tác xã rồi đưa vào các hệ thống siêu thị hiện nay đang đưa. Tôi nói là sau quá trình mà phân tích đánh giá chất lượng của chúng ta, rau chúng ta đều đảm bảo an toàn, không có cái nào vượt được cả. Đấy là một cái mình tuyệt vời, ý thức của nhân dân chúng ta. Thế nhưng mà để khắc phục được cái đấy thì chúng ta phải thay đổi cái gì? Về cái đầu tư, thứ nhất là phân bón và cái thuốc bảo vệ thực vật. Thuốc bảo vệ thực vật đấy cũng phải là nguồn gốc sinh học, thuốc sinh học nó mới cải tạo được cái môi trường. Và phân bón thì không phải phân bón hữu cơ để cải tạo cái đất của chúng ta đang bị nghĩa là nguy cơ bọc mở cây ấp thụ diễm kém. Đấy thì qua cái việc đánh giá một số cái lét mà trong quá trình chúng tôi trực tiếp khảo nghiệm thì nó được mấy cái việc như thế. Một là cái môi trường ta sản xuất công các bác này, bón ít cái phân NPK thôi thì nguồn nước các bác khi mưa bị rửa trôi đỡ bị ô nhiễm, nên đỡ bị ghẻ ngứa khi mà xuống cái nước để tưới rau á. Đấy tôi nói là không, đây là cũng rất là thực tế. Hai là giảm bớt cái phun thuốc bảo vệ thực vật đi, cây rau tốt nó cũng như người ta bảo khỏe rất là sâu bệnh nó phải uống thuốc, thì cây rau nó tốt nó khỏe thì cũng đỡ phải là sâu bệnh không ăn đến đỡ phải phun thuốc bảo vệ thực vật thì cũng đỡ phải bị ô nhiễm môi trường khi sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, mặc dù có thể là thuốc như là sinh học vẫn bị chứ. Nói gì nói nhưng chúng ta hạn được chế nó đi là nó cũng giải quyết được vấn đề về môi trường, không khí đỡ bị phát tán ô nhiễm phun bụi mù lên hít vào gì cũng phải ảnh hưởng đúng không ạ? Thì đây là một cái như thế là nó hiệu quả nó rất là rõ nét. Một cái nữa là cái giá trị kinh tế các bác mang về. Đáng ra các bác bón như kia thì các bác chỉ được khoảng độ 3 tạ 3 tạ rưỡi thôi, nhưng các bác bón như này mặc dù thời tiết thế các bác cũng đạt 4 tạ rưỡi 5 tạ. Đây là cái sự khác biệt, một cái đấy cái thu nhập thực tế là mang lại cho các bác ấy. Chứ chúng tôi không phải là nói mà không có căn cứ, mà nói là phải bằng cái vấn đề khảo nghiệm thực tiễn để mà ra cái kết quả đấy. Thì báo cáo các bác, tuy nhiên chúng tôi cũng đặt vấn đề là muốn nói thì nói, chất lượng sản phẩm như vậy thì phải đi đôi giá thành đầu tư. Chúng tôi mới hỏi là thế cái đầu tư bây giờ bình thường như tôi đầu tư 20 cân lên NPK một xào rau cái ngọt cái ngô chẳng hạn đúng không ạ, thì 20 cân nó vào khoảng độ là 260 hoặc là 220. Tôi nói thế thì cái phân này anh đưa vào thì nó giảm được bao nhiêu? Đấy thì báo cáo các bác là ví dụ cái phân này đưa vào bước đầu chúng tôi giảm 70-30% thì tính cái đầu tư nghĩa là ngang nhau. Thế nhưng mà khi mà đứa thứ hai thì giảm khoảng độ gần 40% thì chất lượng cái rau cho năng suất tốt hơn, đất được cải tạo hơn. Thế nhưng mà cái mà đầu tư giảm. Đấy. Ví dụ trước đây là các bác hơn 200 ngàn một xào về cái NPK. Bây giờ cộng cả NPK cộng cả cái này thì nó cũng chỉ vào khoảng độ 200. Thế là chúng ta đã giảm mấy chục ngàn đúng không ạ? Rau chúng ta năng suất tăng lên, bán được tốt hơn. Thế thì chúng ta như vậy là đánh giá của cái phân này đưa vào nó hiệu quả cái điểm gì, nó là cái điểm đấy. Về môi trường, về kinh tế, về sản xuất bền vững,
về chất lượng sản phẩm đảm bảo an toàn thực phẩm. Đấy là cái mà nó đạt được. Đấy tôi nói hôm nay là nói chung thì tôi nói đây phát biểu trước các đồng chí lãnh đạo rồi các công cô bác về dự hội nghị ngày hôm nay ấy, đến người trực tiếp tham gia sản xuất ấy, là tôi nói là với cái trách nhiệm của mình, vì sau này hợp tác xã sẽ cung cấp đứng ra để cung cấp cho công cô bác cái phần này, và mọi vấn đề về trong quá trình mà sản xuất công cô bác sử dụng có vấn đề gì về chất lượng không đảm bảo, rau sử dụng có vấn đề bị hỏng hay là bị mọi tác động mà so sánh với cả sản xuất thông thường của bác, hợp tác xã hoàn toàn chịu trách nhiệm, vì chịu trách nhiệm về cái vấn đề kinh tế của bác, cái sản rau sản xuất đấy, chịu trách nhiệm về vấn đề gây hậu quả, vấn đề về ô nhiễm môi trường hay mọi tác động phụ khác, đấy là chịu trách nhiệm trước nhân dân, trước đảng như thế. Chứ còn đâu thì đại lý người ta bán về, người ta bán được bao nhiêu, bán có làm sao thì mặc kệ. Tôi nói ví dụ như là cái bác nhớ là cái bức cải của anh Tuấn đấy, mang về cái giá thể bị nhiễm cái lấm của cái tuyến trùng, cái nó lại cứ sinh cái củ như đầu ngón tay, bị dễ có cái. Và cái đấy thì nói công bác là cái bệnh đấy cực kỳ nguy hiểm, nó không phải là một sớm một chiều ta giải quyết được, nó tàn dư ở trong đất từ 5 đến 7 năm, thậm chí tăng mới hết. Cái còn lấm virus ký sinh tôi nói là cực kỳ nguy hiểm để tàn dư lại. Nhưng mà chúng ta mà cứ lạm dụng cái phân bón thì nó cũng chiều hướng nó sẽ bị kháng bệnh và nó sẽ bị như là nhiễm bệnh, nó sẽ nguy cơ rất cao. Đây là những cái mà chúng tôi nhìn thấy, những cái việc mà chúng ta cần phải thay đổi trong quá trình sản xuất của bà con để mang lại cái hiệu quả cho bà con đích thực. Vì sau này chúng tôi đứng ra chịu trách nhiệm cung cấp cho bà con, nói ông các bác là hiện nay thì nó có mấy cái việc mà chúng tôi đòi hỏi yêu cầu công ty phải trả lời. Một là cái giá thành phân nó là bao nhiêu tiền, hai là cái tính thuận tiện của nó đấy, một là cái tính thuận tiện, nó là ý tôi muốn nói ấy, là bà con chúng ta quen sử dụng thuốc bảo vệ, vì đó là cái hệ hữu cơ thì nó là cái hệ lỏng hay nước, cho nên là cái pha chế ở trong nước. Thế mà chúng ta đang sử dụng cái bình phun thuốc bảo vệ thực vật đấy, có một số nhóm phân cũng là cái phân hữu cơ nhé, rồi là nhóm phân bio chẳng hạn, bio chẳng hạn, thì nó phải sử dụng cái bình cái nước rất sạch. Những phân này ưu điểm là có thể các bác thậm chí pha lẫn cả vào thuốc bảo vệ thực vật chuyện bình thường đấy. Cái việc nó không phải là phải cầu kỳ, có thể các bác cái bình phun thuốc các bác không muốn pha cùng với thuốc thì có thể các bác phun riêng, nhưng tốt nhất là phun riêng chúng ta có hiệu quả tốt hơn, cứ pha lẫn cũng không nên. Nhưng mà tôi nói là có thể pha được bình thường nhé, nhưng nếu như chúng ta tốt nhất là phun riêng là tốt nhất, hiệu quả nhất. Hai là chúng ta phải biết cái thời gian phun nó là cái gì, sau kỹ thuật của công ty phối hợp với hợp tác xã khi công các bác mua sản phẩm này sau này á, là sẽ có trách nhiệm hướng dẫn công các bác cụ thể về vấn đề sử dụng. Khi mà nhân dân thấy như thế ok rồi, bắt đầu có bộ phận kỹ thuật của công ty mới dừng, còn trước mắt phải hướng dẫn nhân dân đấy cái sử dụng. Thì chúng ta biết là cái dòng hữu cơ thì chúng ta phải sử dụng, thực ra mà tôi nói vào mùa đông ấy, thì phun lúc nào cũng được, nhưng vào mùa hè thì lưu tâm là các ông tại thời điểm này nhé, công các bác lên phun vào buổi chiều, chứ buổi sáng từng tiếng nó vào thì nó sẽ làm giảm cái đa trung vi lượng của phân đi, vì nó sẽ có cái gì đấy nó sẽ làm giảm cái chất lượng dinh dưỡng. Nhưng chúng ta phun vào buổi chiều thì bắt đầu về chiều nó giảm dần nhiệt độ mát, vì cái tác dụng của cái đa trung vi lượng này nó phát huy vào thời tiết như là ẩm mát, và cây lúc bấy giờ hấp thụ dinh dưỡng rất tốt, rất nhanh và hấp thụ được tối đa nhất. Đấy là cái mà kỹ thuật cứ nói cũng là phân thôi, nhưng nếu không biết sử dụng mà sử dụng ngược quy trình cũng chết, cũng không hiệu quả cao. Tôi nói là đấy là cái mà thực tiễn là chúng ta, nhưng mùa đông thì có thể phun bất kể lúc nào cũng được, nhưng mùa hè là lưu tâm là như thế đấy. Rồi cái nữa là cái giá thành, mỗi một chai phân Gotech này G05 này á, là 100ml, hiện tại công ty giá bán là 450.000, pha được 50 bình. Các bác phải lên nhớ là 50 bình chứ không phải là chúng ta mấy bình đâu, 100 nhưng mà mili, nhưng mà chúng ta pha được 50 bình đấy, tính ra nó không đắt. Tuy nhiên chúng tôi cũng đặt vấn đề là bên công ty phải có một cái biện pháp giải pháp, bởi lẽ là mua cái lọ kia xong lại cầm cái sa lanh bé con như là các cháu nhà mình tiêm cái phòng dịch ấy, phòng bệnh mà tiêm phòng ấy, cái bé tí, cái sa lanh bé tí con tay này thì nó cũng bất tiện. Nên cái đặc đề là các đồng chí sẽ đóng gói vào từng gói một, mỗi một gói một bình 16 lít thôi. Như vậy là rất phù hợp cho nhân dân chúng tôi.
Có thể cái chỗ này tôi chỉ có bình thôi. Xe ra không phải mang cái lọ lại mang cái xa lanh đi hút mất thời gian. Đấy là cách mà tôi nói là tôi vẫn nói tham gia là có nơi nào đó người ta sản xuất mang cái thiết hộ trang trại người ta dùng cả một chai kia, hoặc là còn những các nhà các bác mà dùng nhiều ấy, mỗi bác 5-7-10 sao ấy lớn thì có thể các bác mua một cái chai đó, các bác đó phun một lần thì cũng tương đối là phải phun nhiều, phải phun nhiều đúng không, một sao khoảng độ 2-3 bình thì các bác khoảng một mẫu thì cũng phải là ít đâu, thì cũng có thể hai lần phun cũng hết một chai, nói ví dụ thế thì cũng nó sẽ giá thành sẽ giảm hơn. Nhưng nếu mà gói thì nó sẽ tăng lên một chút, là lý do là phải đóng gói cái gói nhỏ đó nó phải tăng thêm cái chi phí đấy, cho nó chất lượng phun không gì thay đổi đấy, nói với các bác thế nhé, được khẳng định là dù chai hay gói chất lượng không thay đổi đấy, chỉ có điều là đóng gói nhỏ thì phải tăng thêm cái chi phí đấy. Thế thì mỗi một gói đó là một bình, tôi nghĩ như vậy thì nó rất thuận lợi. Cho nên chính vì vậy cái phản ánh của tôi trao đổi với công ty cũng đã thấy việc như đó là nó phù hợp với cái tình hình thực tế điều kiện sản xuất của bà con, cho nên đã đóng theo cái gói đó. Mà mỗi một gói là tôi nhớ nhầm đồng chí trao đổi với là 6.000 đó, vâng 6.000 một gói, một bình chúng ta khoảng độ một sào chúng ta mất khoảng độ, tôi cho là lúc nhỏ thì 2 bình, lúc lớn thì khoảng độ 3 bình là phù đậm đà đấy. Thì 3 lần thì các ông các bác là có 3 là 9, tôi cho 10 bình đấy, 10 bình thì mới hết có 60.000 đúng không ạ? Mà tôi cho bác tăng thêm một lần nữa đi là 4 lần đi đúng không, thì cũng chưa đến 100.000. Tôi nói là tính đắt nhưng lại không đắt, một công bác chỉ mấy cân phân thôi, 6-7 cân phân này 7-80 cân các bác đã 100.000 rồi đúng không ạ? Thế thì giảm như vậy thì cái phân này nó có cái ưu việt nhá, khi các bác bón lứa đầu tiên ấy, kể cả bắp cải này, kể cả cải thảo này, kể cả lơ này đấy, tất cả các nhóm rau nhá, tôi nói là các bác yên tâm là rất tốt, chứ không phải rau ăn lá đâu, tôi nói luôn không phải củ quả đâu, tất cả các loại rau họ thật tự, tôi khẳng định công các bác thế, vì khi tôi đã cho khảo nghiệm tôi phải đánh giá rất kỹ việc này. Thế thì cái việc phun đấy chúng ta lứa đầu tiên các bác phải hiểu như này, đừng cái gì mình cầu cái là nó phải có gì nó đột biến kiểu công cái sự khắc nghiệt so ra đấy. Phân hữu cơ nguyên tắc của nó lứa đầu tiên nó chỉ giữ cải tạo đất ban đầu chúng ta tốt, lứa thứ hai sẽ giảm được cái hàm lượng phân bón NPK đầu tư. Ví dụ lứa đầu các bác bón 14 hoặc 13 cân trên một sào, với cộng 30% giảm 70% phân NPK, 30% phân này mà, thì lứa đầu tiên là giảm 30% thôi. Vì tôi khuyên các bác nhá, vì nếu như chúng ta giảm đồ ngột quá thì nó cũng sẽ có cái phản hồi là cái tác dụng nó không được rõ. Chúng ta nên phải giảm từ từ. Ví dụ bón lứa đầu tiên thì giảm 30%, nhưng lứa thứ hai tôi khẳng định các bác giảm 50%. Đấy. Ví dụ bón bắp cải 35 cân, 40 cân một sào, thậm chí 50 cân một sào. Tôi nói thời gian 3 tháng. Đấy tôi nói bằng thật luôn ấy. Cái lượng bón có thể vì các bác phải lên nhớ rằng là tôi cũng chẳng phải về kỹ thuật thì tôi nói cho các bác nhé. Tất cả tại sao bảo là theo quy trình nó chỉ khoảng độ 35 40 cân sau bón năm đấy. Thì tôi nói thẳng là vì đất chuyên canh bón nhưng mà nó có thủ đâu. Cho nên cái dư lượng trong rau nó làm gì có. Khi xét nghiệm phân tích đánh giá các chỉ tiêu mà của chi cục bảo vệ thực vật đấy, về đấy mẫu ra thường xuyên đấy, tháng năm rồi là định kỳ rồi là đột xuất để xem là cái lượng dư lượng cái phân bón của bác ở trong rau ấy có không. Nhưng thực tế thì bón đến 50 cân, có các bác bảo chúng tôi bón phải đến 50 cân, mà tôi nói thật là phải 50 cân thật. Một bao phân một xào ấy, NPK mới được thu ấy, tôi nói thẳng với các bác đấy. Tôi nói không giấu các nhà khoa học, không giấu các đồng chí kỹ sư. Nhưng tôi phải nói thẳng nói thật, bón như thế nhưng nó cũng không hấp thu được hết, cho nên là nó không có dư lượng, phân tích không có gì cả. Đấy chứ không phải là nếu mà theo quy trình nhé, bón thế là thừa nhiều quá không ổn. Nhưng thực tế có thừa đâu, rửa trôi hết còn đâu cũng thừa. Đấy, thế thì nói như thế để các bác này giảm 50% thì các bác hình dung là nó giảm rất là nhiều tiền đúng không, và cái hiệu quả chúng ta mỗi một lứa lại giảm đi một tí, đến lứa thứ 3, thứ 4 thì công các bác có thể giảm tới 70%, chỉ cần 30% phân kia thôi, còn đâu 70% dùng này tôi đảm bảo năng suất các bác vẫn như vậy, tất cả các bác tốt hơn nhiều đấy, giám định công các bác thế. Thế thì hôm nay về tổ chức cái hội nghị phối hợp với công ty thì tôi cũng không muốn nói có gì đấy để công các bác có thể là cho là có khi đồng chí này với là lãnh đạo với nói thổi phồng cái việc đấy, nhưng mà tôi nói hứa với ông các bác nhé, tôi nói và đi đôi với cái làm thực tiễn kết quả chứ không phải nói bằng lý thuyết, vì nó bằng cái sản phẩm đó là công các bác mua ấy. Tôi phải chịu trách nhiệm ấy. Chứ không thể nói sằng được đúng không ạ, nói sằng xong này nó cũng đúng chứ thì ai chịu, thì chúng tôi phải chịu ai chịu được. Chứ đấy là tôi nói đấy để công các bác là đã dùng là các bác chúng tôi phải chịu trách nhiệm với công các bác đến cùng về cái chất lượng sản phẩm.
Thì hôm nay ví dụ như không có bác thì tôi muốn nói một số cái việc mà quá trình chúng tôi khảo nghiệm và đã được các đồng chí lãnh đạo kể cả bên chuyên ngành chi cục đánh giá rồi. Đây là cái việc giới thiệu của Viện Nông nghiệp Việt Nam ấy. Đấy, cũng có một số các đồng chí là kỹ sư cũng của trường cũng có những cái mà kiểm định đánh giá, cho nên là chúng tôi mới yên tâm và để đưa công ty, để cho phép công ty khảo nghiệm, chứ không phải là ông nào cũng vào đây khảo nghiệm được. Đấy, khảo nghiệm được trăm cái chiếc thì không có chuyện đấy. Chứ tôi nói phải chọn đối tác, chọn người có những cái sản phẩm đảm bảo tốt nhất cho bà con. Thế thì hôm nay thì xin phép các đồng chí lãnh đạo